Chào anh em là em là là người sẽ đồng hành với các bạn trong chuỗi series học đọc hiểu thông qua báo, giúp mọi người dịch ngay cả những câu dài nhất và chinh phục tiếng nhất nhé. Chào các bạn. Bắt đầu từ buổi này thì mình sẽ cùng với các bạn đồng hành trong chuỗi học đọc dịch thông qua báo nhé. Mình mong muốn là thông qua buổi này thì các bạn sẽ vừa biết kỹ năng đọc này và dịch câu thì sẽ gặp ngay cả những câu dài cũng có thể xử lý được. Vì thế, nếu bạn đã sẵn sàng để thực hiện thử thách này thì hãy comment sẵn sàng xuống dưới. Và đừng quên like, subscribe kênh để mình có động lực làm đến cuối chiến dịch này nhá. Chúng ta sẽ học như thế nào? Với mỗi một bài học thì mình sẽ gửi đến các bạn một phần video đầu tiên. Mọi người hãy cùng xem video đó để luyện nghe nhá. Sau đó thì mình sẽ cùng với các bạn phân tích những câu dài đã được sử dụng trong chính bài báo đó và liệu là chúng ta nên dịch như thế nào cho hay. Những kỹ năng này mọi người hoàn toàn có thể áp dụng trong công việc khi các bạn đi phiên dịch hoặc áp dụng khi các bạn làm bài thi GRPT đọc hiểu nhá. Rồi, còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay luôn nào. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe đó là một bài báo và mình nghĩ rằng các bạn đang là thực tập sinh tại Nhật thì sẽ là một thông tin thực tế ạ. Chia sẻ về chính phủ Nhật đã có một hệ thống dịch vụ để lắng nghe những lời tâm sự cũng như là những vấn đề mà thực tập sinh và người nước ngoài trong đó có Việt Nam gặp phải. Rồi, chúng mình sẽ cùng xem video này nhé. 外国人技能実習機構の相談窓口には長時間労働や職場での暴力被害などについて2019年度およそ7400件の相談がありました。しかし支援団体からは相談窓口の存在を知らずに誰にも相談できないケースが多いとして潜在的な被害やトラブルへの対策を求める声が出ています。このため厚生労働省や外国人技能実習機構などは相談窓口につなぐことができるスマートフォン用のアプリを共同で開発しました。このアプリではベトナム語や中国語など10カ国語での対応が可能で、実習機構の相談窓口の電話番号が紹介され、ボタンを押すだけでつながるようになっています。また、新型コロナウイルスの感染状況や災害に関する情報などをそれぞれの母国語で随時通知します。厚生労働省などはホームページや SNS などでアプリの周知を進め、入国時などに登録を呼びかけることにしています。はい、rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng phân tích một số những câu dài và khó trong đoạn này là chúng ta sẽ dịch như thế nào nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái câu đầu tiên của các bạn, nếu mà nhìn ở trên tờ trang giấy mà mình có sâu ra thì nó dài đến khoảng 5 dòng đúng không ạ? Và theo nguyên tắc bình thường ạ, thói quen của mọi người là mọi người cứ dịch từ trái sang phải, đọc đến đâu thì các bạn sẽ đọc đến đấy đúng không? Có phải thói quen của mọi người nếu như thế sẽ là cái câu cái gen kino dịch siêu xe ạ, là chúng ta dịch luôn là thực tập sinh người nước ngoài. Rồi sau đó lại dịch là sao? Choji càng đô đô xa xe đà đê tà đi, mà bị bắt thế nào đấy. Nhưng không nhá, mọi người đừng nên dịch như vậy với những câu dài, bởi vì đôi khi á, những cái ý chính, ý quan trọng nó lại nằm ở cuối câu. Những cái ở đầu chỉ là để bổ sung ý nghĩa thôi. Vì vậy á, bạn dịch như vậy đôi khi nó bị hiểu sai ý nghĩa. Thế thì cái nguyên tắc đầu tiên mà mình hướng dẫn các bạn trong dịch báo với những bạn mới làm quen đó là các bạn ơi, đừng có bắt đầu đọc đến đâu thì đọc đến đấy. Mình chưa có đạt được đến level như vậy thì cố gắng là dùng bút của mình nhá, lướt qua và làm cái việc đầu tiên đó là tách cái câu để ra thành những cái thành phần nhỏ. Và khi mà bạn tách nó thành những cái thành phần nhỏ, bạn coi là một câu nhỏ rồi á, bạn xử lý câu nhỏ phải dễ dàng hơn không? Đúng chưa? Thế thì khi mình nhìn lướt qua đây mình chưa đọc á, thì có một cái mẹo nho nhỏ đó là hãy tách ở dấu phẩy. Các bạn có thể nhìn ở đây chúng ta có kara, mình tách này, đúng chưa? Còn đâu có dấu phẩy, bạn có nhìn thấy không? Đây, đúng không ạ? Ở kai hát chữ xỉ. Và đây, vậy thì câu này mình đã ngắt nó làm ra 3 thành phần, 3 câu nhỏ rồi. Và bây giờ công việc của mình chỉ đi xử lý từng câu thôi. Và một mẹo nữa cho mọi người á, là mọi người có thể biết được cái khung xương cấu tạo của câu này bằng cách nhìn vào các cấu trúc ngữ pháp hoặc đuôi câu. Bạn có thể nhìn ra cho mình nhá. Chúng ta có cái kotokara, ngắt được cái câu này này. Kotokara là gì ạ? Bởi vì đúng không ạ? Chỉ nguyên nhân. Thế thì chúng ta biết luôn, câu đằng trước là chỉ nguyên nhân, bởi vì một cái chuyện gì đó. Rồi sau đó mọi người có thể nhìn ra bởi vì cái chuyện đó cho nên người ta đã appli o kaihatsu đúng không ạ? Người ta đã phát triển một cái app đúng không ạ? Rồi nani 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 kyouka suru koto ni narimasu, và người ta đã quyết định tăng cường cái gì đó đi. Thế là mình đọc sơ qua mình cũng hiểu được na ná cái cấu tạo của câu này, à vì một cái vấn đề trong xã hội gì đó đúng không nào? Cho nên là chính phủ đã phát triển một cái app và cũng quyết định là sẽ tăng cường điều gì đi.
Được chưa? Đấy, để mẹo cho mọi người nha, để chúng ta hiểu được ý nghĩa. Bởi vì đôi khi á, trong những câu dài, nguyên nhân vì sao câu lại trở nên dài chính là bởi vì những cái thành phần bổ sung trong câu rất nhiều, đúng không ạ? Rồi, thế bây giờ mình sẽ xử lý từng câu nhỏ một. Và cái câu đầu tiên của mọi người là từ đây, từ Gaikoku jin đến Koto kara, được không nào? Thì chúng mình cùng đọc nhá. Chúng ta sẽ có là Gaikoku jin ki no jisuse ga chōjikan rōdō saseraretari bōryoku no hikai o uketari suru kesu ga aisureru koto kara. Bởi vì có một cái việc gì đấy thì đến đây á, mọi người nên xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu nhá, được không ạ? Thì chủ ngữ trong câu thường nó sẽ đứng trước ba cái trợ từ là trợ từ ga và mo, được không nào? Thì mình nhìn vào trong cái câu này á, chúng mình sẽ có cái nghi vấn đầu tiên, đó là đây có trợ từ cá này, ở đây cũng có trợ từ cá này, thì liệu chủ ngữ nó là gino dịch siêu xe hay chủ ngữ là kê sự? Theo các bạn ạ, chủ ngữ là gì ạ? Muốn biết chủ ngữ là gì thì mọi người lưu ý giúp cho mình trước, cái chữ kê sự chúng ta có sư rự. Và nếu mà bạn nhìn ra được vậy thì tất cả những cái thành phần ở trước kê sự từ cái chữ sư rự này này, nó chỉ để bổ sung ý nghĩa cho kê sự thôi, bao gồm cả gino dịch siêu xê nữa, đúng chưa? Nên chủ ngữ chính trong câu này nó phải là kê sự nhá, thành phần trước chỉ là để bổ ngữ, bổ sung thêm cho ý nghĩa thôi đó. Thế thì mình sẽ dịch câu này đó là sao ạ? Có rất nhiều các trường hợp đang liên tiếp được xảy ra nhá. Liên tiếp được xảy ra như thế nào ạ? Ví dụ như là thực tập sinh người nước ngoài thì thế nào ạ? Bị bắt ép phải làm việc lao động trong thời gian dài. Lưu ý giúp cho mình cấu trúc ngữ pháp saseraderu mà nghĩa là bị bắt ép, đúng không ạ? Rồi cũng có những cái trường hợp đó là thực tập sinh người nước ngoài thì sao nhỉ? Bị ảnh hưởng bởi, bị thiệt hại bởi gì ạ? Bạo lực. Là bị bạo lực đấy mọi người. Đấy. Vậy thì từ cái nguyên nhân mà rất nhiều các thực tập sinh người nước ngoài, rất nhiều trường hợp mà bị là sao? Bạo lực rồi bị bắt ép phải làm việc trong thời gian dài. Cho nên, vậy thì mọi người thấy ba dòng dưới này sẽ để đưa ra kết quả không? Kết quả của chúng ta, người ta làm gì đây? Mọi người cùng đọc tiếp với mình nhá. Đó là Koserodoso nado wa sōdan madokuchi ni tsunagaru koto ga dekiru smartphone yō no appuri wo kaihatsu shi senzaiteki na hikai ya torabulu e no taisaku wo kyōka suru koto ni narimashita. Thì cũng thế, hãy nhìn cho mình chủ ngữ và những động từ chính trong câu. Thì chủ ngữ trong này các bạn thấy đứng trước trợ từ ạ. Ở đây rồi, đó chính là Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi, đúng không nào, của Nhật đấy ạ. Tiếp, mọi người đừng có đọc tiếp nha, mọi người phải nhìn cho mình cái động từ chính trong hai câu này. Bộ này đã làm chuyện gì? Thì cái bộ này đã làm cái chuyện sau đây, đó là Kaihatsu, appuriyo kaihatsu, phát triển một cái app, đúng không ạ? App như thế nào ạ? Phát triển một cái app dùng riêng cho điện thoại thông minh để có thể là kết nối được với Sodan Madoguchi, kết nối được với bên thế nào ạ? Cửa sổ hướng dẫn, chăm sóc tư vấn. Đó, được chưa nào? Tiếp, thêm vào đó, không những là phát triển cái app đó mà bộ này còn làm chuyện gì nữa các bạn? Còn quyết định là sẽ phải tăng cường những cái biện pháp đối với những cái rắc rối hay là những cái thiệt hại tiềm ẩn. Được chưa mọi người? Đấy, thế thì bây giờ mọi người đã biết cách dịch thông qua một câu như thế này chưa? Chúng ta nhớ nhá, là hãy ngắt câu thành những cái thành phần nhỏ, nhờ vào ngữ pháp mà các bạn biết câu này mang tính chất là nguyên nhân vì như thế nên có cái giải pháp ở phía sau, đúng như nào? Thêm vào đó là bạn còn biết được là đừng bao giờ dại gì đọc từ đầu, hãy nhìn cho mình chủ ngữ. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy chữ kê sự ở đây đó là có rất nhiều liên tiếp các trường hợp xảy ra như thế nào đó, đúng không ạ? Rồi hay là phát triển một cái app thì app đấy là app gì? Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang đến câu tiếp theo cho mọi người ở đây nhá. Rồi, các bạn có nhìn thấy câu số 2 của chúng mình thì cũng dài không kém đúng không ạ? Cũng là 4 dòng. Thì bây giờ, sau khi mà đến cái đấy rồi thì mình có một cái mẹo nữa cho mọi người ở đây. Đấy, chúng ta vừa học với nhau là câu dài ra là nhờ những cái thành phần bổ sung ý nghĩa mà nó hay được thể hiện ở cái dạng sư rự hay là dạng no như thế này đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là đôi khi trong câu á, người ta còn làm dài câu nhờ vào các ví dụ và bởi một cái chữ mà gặp rất nhiều đây chính là nado. Được, nado mà chúng mình đã học ở các khóa học về GLBT thì đều biết là mình dịch là như là để nói về ví dụ đúng không ạ? Vậy thì tất cả những cái thành phần phía trước của nado đều là chỉ đưa ra ví dụ thôi chứ nó không phải là ý chính. Bây giờ chúng mình sẽ cùng thử khám phá câu này và các bạn hãy tham khảo cái ý đấy của mình nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái câu này đó là gì ạ? Seiro o unne suru gaikokujin ginoji shuse kikou wa bōkoku go no denwa soudan no madoguchi o mokete ite chōjikan rōdō o kyōsei saretari sokuba de bōryoku o uketari shita nado no soudan wa 2019 nendō oyoso 7400 ken ni nobottemasu. Được chưa? Và mình vừa chia sẻ với mọi người có một cái vấn đề gì đấy ạ? Chúng ta phải tỉnh táo là những cái thành phần mang chất bổ sung thôi. Thì ví dụ nhá, trong câu này các bạn vẫn sẽ nhìn được chủ ngữ, vị ngữ chưa? Thì chủ ngữ trong câu này đứng trước trợ từ ạ, đúng không ạ? Nó là gì nhỉ? Cơ quan quản lý thực tập sinh người nước ngoài, đúng không? Thế cái chữ sư rự ở đây để làm gì? Nó giống như là sư rự ở đây của các bạn này, đó là để bổ sung ý nghĩa thôi. Cái cơ quan này là cái cơ quan nơi mà điều hành hệ thống,
Được chưa? Đấy, vậy cái thành phần này chỉ mang chất bổ sung cho cơ quan đó thôi. Nơi mà điều hành hệ thống thì người ta đã làm gì? Thì bây giờ các bạn cũng đừng đọc vội nhé, các bạn cũng ngắt câu cho mình. Ngắt câu ra. Và bây giờ chúng mình nhìn những động từ chính. Đầu tiên cái cơ quan này làm chuyện gì thì bạn nhìn cái động từ đầu tiên của mình ở đây đó là mukite. Họ thiết lập. Được chưa nào? Đúng không ạ? Họ thiết lập một cái cửa sổ hướng dẫn tư vấn, tức là một cái bên dịch vụ chăm sóc hướng dẫn tư vấn về thông qua điện thoại mà bằng cái gì đấy các bạn? Bằng cái chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Ví dụ như người Việt thì sẽ được nói chuyện bằng tiếng Việt đấy các bạn. Tiếp, họ còn làm một cái chuyện gì nữa đây thì các bạn đừng có đọc vội nhá. Chúng ta lướt này, nhiều bạn sẽ nhìn thấy. À, em cũng nhìn thấy một cái số động từ như là kyose, đúng không ạ? Hay một số động từ như là uke, thì đây có phải động từ chính hay không? Thì các bạn có thể nhìn thấy cái đuôi của mình có nado. Vậy thì tất cả những cái thành phần này chỉ để bổ sung ý nghĩa thôi. Và động từ chính mà chúng mình nhìn thấy ở đây nó phải là agatemasu ne, được không ạ? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch tổng thể lại câu này. Đó là cái cơ quan mà quản lý về bên thực tập sinh người nước ngoài, nơi mà vận hành cái hệ thống này ấy, thì người ta đã thiết lập, đúng không ạ? À, họ đã thiết lập một cái bên dịch vụ tư vấn trực tiếp bằng điện thoại và lại còn bằng tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ nữa. Được chưa? Và người ta có đoán ra được này, các bạn cùng nhìn cho mình trong cái câu này nhá. Chủ ngữ trợ từ ở đây đó là những cái vụ mà nhận mà họ nhận được cái tư vấn từ thực tập sinh ấy. Ví dụ nhận được tư vấn về việc, ví dụ như là các thành phần đằng trước chỉ để đưa ra ví dụ đấy. Ví dụ như là thế nào nhỉ? Bị bạo lực, bạo hành ở nơi làm việc hay bị bắt ép phải làm việc trong một thời gian dài, thì tính đến năm 2019 những cái vụ đúng không, sâu đăng như vậy nó chiếm lên đến tận khoảng là 7.400 vụ. Được chưa? Đấy, thế thì nhá, qua cái đoạn này thì mọi người nhớ cho mình là chúng ta chỉ cần xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu thôi là đi thi đọc hiểu. Nếu như ở GLPT các bạn cũng đã biết được sơ sơ câu này nói gì rồi. Tuy nhiên nếu như để dịch cho hay khi các bạn đi làm biên phiên dịch thì mình khuyên mọi người là những cái thành phần như là nado và sư lự trong câu ấy thì cố gắng là chúng ta sao dịch nó mềm hơn và để sau nhé. Đừng có cố gắng đâm đầu vào dịch ngay từ ban đầu vì nó là thành phần phụ ấy mọi người. Thế bây giờ từ cái chữ nado đó mọi người hãy cùng với mình dịch nó vào cái đoạn cái cuối câu cuối như thế này nhá. Được không? Và cái này thì mình sẽ để cho mọi người có thời gian để tập dịch nè. Chúng mình sẽ thấy là sao đây ạ? Mata shingata coronavirus no kanzen zokyo ya kiso ya saigai ni kansuru zouhou sore ni saite chingin no hikiage nado nihon de hataraku ue de siru hichiyo ga aru hoitsu ya seido no henkou ten nitsuite sorezore no boukokugo de suiji tsuchi shimasu. Rồi, câu này thì cũng dài không kém phần long trọng đúng không? Thế thì các bạn hãy áp dụng tất cả những cái mà mình vừa chia sẻ mọi người thử luôn trong video này. Các bạn dừng cho mình nhá, dừng video và thử dịch xem các bạn có dịch được không ạ. Hãy thử trải nghiệm trước sau đó so sánh với phần mình hướng dẫn sau đây. Ideska. Và bây giờ sẽ là phần mà mình hướng dẫn vì mình biết là các bạn đã rất là mong chờ rồi đúng không ạ? Thì với cái câu này cũng vậy, có một cái lưu ý mà mình rất hay dạy ở trong các video đọc hiểu là chúng ta hãy để ý vào từ nối. Từ nối sẽ giúp cho các bạn biết là mối liên hệ giữa mệnh đề trước với mệnh đề sau, đoạn trước và đoạn sau. Và với mata mang nghĩa là hơn nữa thì người ta sẽ nói thêm cho các bạn đó là về cái dịch vụ chăm sóc tư vấn đúng không ạ? Mà gọi là tâm sự như thế này thì sẽ có cái điều gì kỳ diệu hơn đúng không? Thì các bạn có thể nhìn ra cho chúng mình ở cái câu phía dưới, các bạn cũng nhìn thấy nó có cái chữ gì quan trọng ở đấy ạ? So desu ne, nado. Nado, vậy là tất cả những cái thành phần phía trước của mọi người ấy để chỉ đưa ra ví dụ cho cái thành phần quan trọng phía sau thôi, được không? Và mình cũng dạy mọi người cách làm sao ạ? Tách câu ở những cái dấu phẩy, và khi các bạn tách câu thì các bạn thấy luôn nado ở đây, ya và nado mang tính chất liệt kê đưa ra ví dụ không phải thành phần chính nha các bạn, đúng không? Rồi sau đó thì mọi người lại nhìn thấy với khi mà các bạn ngắt câu ở dấu phẩy này á thì mọi người nhìn thấy cái chữ nitsuite không? Chúng ta đã học cái cấu trúc ngữ pháp là về một cái vấn đề nào đó và cái động từ chính của chúng ta là tsuchi, là họ sẽ thông báo. Hay là chỉ cần biết nitsuite và cái chữ tsuchi thôi là chúng ta đã biết cái cấu tạo của câu này nói về chuyện gì rồi đúng không các bạn? Đó, kỳ diệu không ạ? Thế thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào hơn cái này nhá. Rồi, cái phần thành phần này là ví dụ nên mình sẽ để sau, và bây giờ thì mình sẽ dịch cái câu dưới. Và ở cái câu dưới thì chúng ta sẽ dịch từ sao ạ? Nitsuite đúng không ạ? Là thế nào? Thêm vào đó người ta sẽ còn làm gì ạ? Về những cái vấn đề, những cái điểm thay đổi trong chế độ này hay về pháp luật mà cần thiết mọi người phải biết để có thể làm việc tại Nhật. Bạn lưu ý cho mình cái cấu trúc ngữ pháp ưu thế đệ và đi với thể đựng mà bạn học ở D2 thì mang chất là trong một cái việc gì đó thì làm cái gì là cần thiết. Thì sao? Để có thể làm việc tại Nhật thì những cái luật pháp mà chúng ta cần phải biết để có thể làm việc tại Nhật. Ví dụ như là gì? Là gì đấy các bạn? Đó là tình trạng là sao ạ? Nhiễm bệnh đúng không? Virus corona này. Rồi sau đó là những thông tin liên quan đến thiên tai, hỏa hoạn hay là những cái hiện tượng trong xã hội. Được không? Hay là liên quan đến hikiage, đó là việc
nâng cái mức lương tối thiểu của người lao động. Thì tất cả những vấn đề vậy nó đi với cái chữ lao động, để đưa ra ví dụ là những điểm thay đổi trong chế độ này, hay những cái pháp luật mà các bạn cần thiết phải biết để có thể làm việc tại Nhật, thì tất cả những cái đó về vấn đề họ đó ấy, thì người ta cũng sẽ bất cứ một lúc nào đều thông báo cho các bạn bằng cái tiếng mẹ đẻ của các bạn. Idesuka? Vậy là bọn mình đã hiểu sơ qua câu này nói gì rồi đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ cùng dịch tổng lại, lướt qua bài này một lần cho các bạn nhá, đúng không ạ? Đây, mọi người có thể nhìn thấy trong cái bài này, nếu mà mình dịch tổng thì mình sẽ nhìn ra được là sao? Bởi vì là liên tiếp xảy ra những cái vụ việc là người lao động nước ngoài bị bắt ép phải lao động trong một thời gian dài hay là bị bạo lực, cho nên đó là Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi tại Nhật, người ta đã tiến hành phát triển một cái app chuyên dùng cho điện thoại thông minh mà có thể liên kết được với cái bên hỗ trợ của họ ấy, đúng không ạ? Tiếp, và họ cũng đã quyết định là tăng cường thêm những cái biện pháp để đối phó với những cái rắc rối cũng như là những cái thiệt hại tiềm ẩn còn phát sinh nữa. Rồi, tiếp, sau các bạn cùng nhìn cho mình nhá. Vậy thì cái chế độ này họ đã thực hiện như thế nào? Thì họ có phân tích ở đây đó là cơ quan mà quản lý về thực tập sinh người nước ngoài, nơi mà tiến hành vận hành cái chế độ này, thì họ cũng đã thiết lập, đúng không ạ, một cái dịch vụ thảo luận tư vấn thông qua điện thoại bằng ngay cái chính cái tiếng mẹ đẻ của chúng ta, được không nào? Và vì vậy mà sao nhở, người ta tính là những cái vụ mà thảo luận chăm sóc như vậy á, ví dụ như là về vấn đề là sao đấy ạ, bạo lực tại nơi làm việc này, hay bị bắt phải làm việc trong thời gian dài, thì tính đến năm 2019 nó lên đến khoảng là 7.400 vụ. Và thêm vào đó không chỉ là thảo luận cũng như là tiếp nhận những cái vụ việc liên quan đến thực tập sinh đâu, đúng không ạ, mà các bạn thấy là thông qua cái dịch vụ này người ta còn làm gì ạ? Bất cứ một lúc nào người ta cũng sẽ cung cấp cho các bạn bằng cái tiếng mẹ đẻ những cái vấn đề liên quan đến những điểm thay đổi trong chế độ này, pháp luật mà các bạn cần thiết phải biết khi các bạn làm việc tại Nhật. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là ở đây mọi người có thể nhìn thấy là những cái tình trạng nhiễm bệnh virus corona chủng mới này, hay là những cái thông tin mà liên quan đến những cái thiên tai hiện tượng này, hay là cái việc mà nâng mức lương tối thiểu của người lao động lên. Được chưa nào? Và bây giờ sẽ đến một phần mà các bạn đã rất là mong chờ, đó là chúng mình cùng tổng hợp lại tất cả những từ vựng đã xuất hiện trong bài báo này nhá. Hãy lưu ý những từ này bởi vì có khả năng nó sẽ xuất hiện trong đề thi GLPT đọc hiểu của bạn đấy. Chúng ta cùng xem từ đầu tiên ở đây và hãy thử trong 5 giây check xem não của mình đã nhớ chưa, cùng đọc với mình nhá. Từ đầu tiên của chúng ta ở đây chính là ai chư gự, xảy ra liên tục liên tiếp. Xe đổ ưng e suru, điều hành hệ thống. Kosedodoso, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi. Còn từ này thì sao nhở? Zenzai tekina higai. Higai thì ai cũng biết là thiệt hại rồi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn nhớ cho mình nhá, Zenzai teki tức là những cái thiệt hại tiềm ẩn. Cùng với higai thì chúng ta có một từ liên quan ở đây chính là toraburu, đúng không ạ? Những rắc rối. Và khi người ta thiết lập một hệ thống thì người ta sẽ dùng cụm gì các bạn có biết không ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ có cụm mokeru, thiết lập, lắp đặt. Bị bạo hành, dùng cụm gì mọi người ơi? Boryoku o ukeru. Và một từ hơi khó nhớ một chút ở đây chính là gì, bất cứ lúc nào. Các bạn có nhớ cái cụm mà bất cứ lúc nào cũng sẽ thông báo là gì không ạ? Gì, tsuchishimasu ne. Và trong bài này thì chúng ta có một cấu trúc ngữ pháp của N2 khá là hay ho, đó là một động từ chia về thể futsuke, thể rự, sau đó cộng với uede thì sẽ mang tính chất là trong khi là một điều gì đó thì cần thiết, quan trọng là gì. Bạn cũng hãy cố gắng ghi nhớ thêm cả những cấu trúc ngữ pháp này để chúng ta có thể là học tốt hơn về GLPT N2 nhé. Hey, và video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Và bạn hãy nhớ là hãy like, share và subscribe cho video của mình để mình có động lực làm thêm thật nhiều các video ý nghĩa gửi đến các bạn học tiếng Nhật nhé. Và đừng quên là mình sẽ có một bài tập nho nhỏ sau đây cho mọi người. Mọi người hãy dịch phần bài tập này và comment xuống dưới phần bình luận cho mình nhé. Mình sẽ chữa phần bình luận cho các bạn ở video số 2. Chào, mata. Lớp tích hợp online và livestream, cam kết đôi GPT chỉ sau một lần thi. Mọi người hãy đăng ký rất nhanh vì sau ngày 20 tháng.